số đỏ Chương 18 Một âm mưu Xuân tóc đỏ Do xét sở liêm phóng Lời hứa của đốc tờ Xuân tóc đỏ Ở sân quần bước ra Chỉ còn một tuần lễ nữa Là nhà vua ngự giá bắc tuần Cho nên nó phải tập riết Với bà Văn Minh Vì bà này cũng chỉ chờ có dịp là tranh cái cúc phụ nữ lúc ấy đã sầm tối gần bảy giờ xuân không nhận lời mời đi ăn cơm của ông bầu phải ông bầu văn minh nó chối từ vì đương còn một điều phải nghĩ ngợi thật là rầy rà mới trưa hôm nay bà phó đoan đã mếu máo một cách rất có thi vị mà kêu xin nó mau mau chữa cho cái danh dự quà phụ trinh tiết của bà ta cuộc tình duyên vụng trộm ấy nếu ta có thể nói được như thế không hiểu vì đâu đã vỡ là tung tóe thiên hạ đồn đại cho nhau biết bàn tán huyên thuyên bà này đã nói thảm thiết anh ơi anh có biết là anh đã làm hại cả một đời danh tiết của em rồi đó không vốn là một người cũng có lương tâm nó nhận thấy rằng quả là nó đã hại người đàn bà đức hạnh ấy thật nó hối hận lắm mà chưa nghĩ được cách cứu chữa ra làm sao. Rõ thật, tai vách mạch rừng. Nó đưa hai tay đút túi quần, cái vợt cắp ở nách lững thững đi như như một nhà triết học. Thì bỗng trông thấy ông thầy số. Ông này đi co ro, cái ô đeo trên vai, đôi giày cũ cầm mở tay với cái dáng điệu của một người phong trần. Ông này chỉ chào nó, chứ không dám hỏi. Động tâm nghĩ đến cái công danh của mình sở dĩ cũng là một phần nhờ ông thầy, xuân tóc đỏ bèn nghĩ đến cách mời ông già một bữa chén long trọng gọi là đáp ơn. Vì rằng sau khi kiếm được mấy đồng bạc ở nhà bà Phó Đoan thì thôi, ông thầy số cũng vẫn khổ sở như cũ. Thế ra cụ dạo này không được phát tài Dạ bẩm, xuông quá. Nhân tiện gặp cụ, tôi mời cụ đi chén rồi ta sẽ nói nhiều chuyện. Ông thầy số lập tức hoan nghênh. Xuân liền gọi xe và nửa giờ sau cả hai đã ngồi trong một quầy ở khách sạn Triều Châu, phố Hàng Buồm. Buổi tối hôm ấy, hiệu cao lâu, đông khách ăn lắm. Vì Hà Thanh đương nổi một cơn sốt rét trong cái sự sửa soạn tưng bừng để đón nhà vua. Chính phủ định mở đại hội 5 ngày trong đó có nhiều trò vui mới lạ người ta đồn nhau rằng không những đức vua nước nhà ra thăm xứ bắc mà còn cả ông vua nước láng giềng cũng ghé qua chơi cũng vào dịp ấy vua láng giềng không phải là vua xứ cao mên hay vua xứ lào mà là vua xứ xiêm nguyên do bị nước đức và nước nhật xui khôn xui dại chi đó chính phủ xiêm đã tuyên bố khôi phục lại những đất đai cũ bằng cách xuất bản một bức địa đồ trong đó bờ cõi nước xiêm cũ tràn lấn sang tới dãy núi hoành sơn muốn cứu vớt hòa bình ở viễn đông chính phủ đông pháp bèn dùng những cách khôn khéo về mặt ngoại giao nhờ báo chí ba kỳ hàng ngày kêu gào rằng dân xiêm hãy còn dã man dân việt nam là con rồng cháu tiên đã mấy nghìn năm văn hiến thì không sợ gì dân xiêm nếu đánh thì ta đánh liền chính phủ bảo hộ cũng được phấn khởi và mời vua Xiêm qua du lịch Đông Pháp, nhất là nước Việt Nam. Trước là để giữ cái tình giao hào của hai nước. Sau là để vua Xiêm biết rõ cái văn minh của con rồng cháu tiên mà đừng có làm bộ. Do thế, cái tấp nập của Hà Thanh trong sự tổ chức sửa soạn cắt đặt những việc để cùng đó một lúc những hai nhà vua. Cho nên hiệu cao lâu Triều Châu bữa nay đầy những thầu khoán, mật thám nhà buôn, gái nhảy, tai tử, những nhà thể thao, nghĩa là những người hoặc có quyền lợi hoặc có phận sự phải góp sức vào việc đón tiếp vậy. Sau khi phán mấy món để nhắm rượu, đã toan đem chuyện bà phó đoan, tương lai, vợ con, công danh để hỏi ông thầy số mà nó đã tin là quỷ cấp phục sinh và ra cát tân thời, thì chợt xuống tóc đỏ nghe thấy sau lưng mình cách một lần vách gỗ có một người nói đến tên, tức khắc nó bèn nháy ông thầy số để cùng lắng tai nghe. ở cuối bên cạnh có tiếng hai người xì si sao ban tán. bác bảo tên nó là xuân tóc đỏ, thế mặt mũi nó thế nào? để chiều mai tôi dẫn bác đến chỗ xuân quần, rồi tôi cho bác nhận mặt, rồi, rồi đúng hôm vua ra thì hành động. đến đây thấy im một lúc. Xuân cau mặt nhìn ông thầy Vì ông này đã ngừa cổ toan uống cốc rượu Tuy những món đồ nhắm Thì hầu sáng chưa đem lên Bên kia Thấy có tiếng nói tiếp Tôi tưởng cứ diệt cho nó một trận ngay nay mai Không Tôi muốn cho nó vào tù cơ Nó làm cho tôi khổ sở suốt đời Tôi lại là người có học thức Thì tôi phải cho nó Ít ra là 5 năm, năm tù 10 năm biệt xứ Tôi đã có cách Bác cứ hứa là giúp tôi đi Tôi xin hứa Nhưng bác định hành sự thế nào Phải cho chắc chắn mới được Chắc chắn lắm Không những cái tình địch của tôi Sẽ vào tù Mà cả dự cuộc thi quần vợt ắt nó cũng không được dự nốt Đã làm thì cho ra làm Bằng không Thì thả thôi Tôi sẽ in thạch một ít giấy Có khẩu hiệu Nghĩa là một ít truyền đơn hô đà đào vua xiêm đợi đến lúc đón tiếp nhà vua tôi sẽ đứng đằng sau lưng nó còn bác thì đứng ở bên cạnh nó tôi sẽ phải làm gì bác sẽ cầm một ít truyền đơn yên thạch kiếm cách nhét vào túi quần hay túi áo nó thế con bác tôi à tôi sẽ hành động khác tôi anh hùng hơn bác nữa tôi sẽ hét lên thế này chính phủ binh dân vạn tuế nước pháp dân chủ vạn tuế. Như vậy, sen đầm, cảnh binh, mật thám sẽ áp lại bắt cả bọn chúng ta. Ấy chết. Nhưng mà thằng nào có chuyên đơn trong túi thì lòi ra ngay, mà hai chúng ta sẽ làm chứng là chính nó kêu, nghĩa là chỉ một mình nó sẽ bị bắt. Được lắm. Nhưng tôi chưa hiểu tại sao bác lại nói là chính phủ vạn tuế, nước pháp dân chủ vạn tuế mà cảnh binh mật thám sen đâm lại ấp đến tược thế mà rất dễ hiểu đấy nước pháp cai trị chúng ta tuy là dân chủ nhưng mà vua nước ta thì là quân chủ vua xiêm cũng là quân chủ đón tiếp vua mà lại hô khẩu hiệu ủng hộ dân chủ tức là ngụ ý khuynh đảo nhà vua chính phủ bảo hộ ở đây là công minh và sắc mắc lắm tôi dám bảo Chắc nếu hô nước Pháp dân chủ vạn tuế Thì thế nào cái bọn người đang đứng ở chỗ chúng ta Đều cũng sẽ được bị bắt Hay, hay, diệu kế Nhưng mà cái chết bác phải khẽ cái mồm chứ mới được Bác cũng phải gieo to, vừa vừa chứ mới được Vâng, tôi xin hết lòng Bác gọi hộ một chai bố nữa lên đây Xuẩn tóc đỏ, bèn đứng lên Lòm khom nhìn qua chỗ hở ở chấn xong nó thấy ở quầy bên kia rõ ràng có người chồng chưa cưới hụt của tuyết đương chén tạc chén thù với một người khác quần áo ngắn có búi tóc và đội mũ cát khét chân đi giày tàu tuy người ấy trông cũng có vẻ du côn và bực anh chị nhưng đó cũng là một ông du côn đã bất hợp thời trang sau khi nhận mặt thật kỹ người ấy nó điềm nhiên quay về uống rượu với ông thầy số hầu sáng lúc ấy đã lần lượt bưng vào những món cao lương mỹ vị vừa ăn uống nhồm nhoàm ông thầy số vừa tán bấm số tháng này tôi thấy cậu bị sao phục binh nghĩa là có người thù hằn cậu đương muốn làm hại cậu phải cẩn thận lắm đấy nhưng mà không hề gì sẽ có phúc tinh phù trợ vì tôi lại thấy có cả vị thiên phúc quý nhân nói xong ông thầy số gắp một miếng chim sẻ rán bỏ gọn lòn vào mồm y như điểm cái dấu chấm cho câu nói một cách mỹ thuật vậy xuân tóc tỏ chưa kịp hỏi ông ra cát tái thế ấy thì trông ra ngoài qua những lỗ hồng ở cửa quầy nó chợt thấy hai người mà bề ngoài đủ tỏ là mật thám hẳn hoi ở à, bốn ống quần đều có cặp xe đạp đủ tỏ rằng tuy ăn mặc trá hình hai người ấy cũng vẫn không quên phô ra với người đời một cách kín đáo rằng mình là mật thám hai người này tình cơ lại cùng ngồi ngay vào trong một quầy bên cạnh cái của xuân tức khắc xuân tóc đỏ cũng bỏ chỗ cũ quay sang ngồi ở ghế bên kia nó cố ý nghe ngóng vài phút sau ngẫu nhiên nó dò la sở lên phóng thật vì nó thi thoảng nghe thấy hai người rì rầm với nhau bằng những mầu chuyện sau đây thầy đội hôm nay ông cầm đã có lệnh hẳn hoi rồi vận mệnh cái xã hội này là ở tay chúng ta. Điều này là một sự bí mật ghê gớm phải giữ kín. Thưa cụ quản, xin cụ cứ dạy bảo. Cái chính sách của nhà nước bây giờ là không mập mờ gì nữa. Từ nay đến hôm vua ra, thầy phải tận tâm dò la và theo dõi những hạng người nào vơ cổ động chính sách Pháp Việt, đề huê, Pháp Nam thân thiện, trực trị, nghĩa là những kẻ ngồi đâu cũng kêu chính phủ bình dân vạn tuế đà đảo phát xít và những kẻ nào cũng bắt chước người tây ở bên tây nghĩa là chào bằng cách giơ tay như muốn đấm bẩm bẩm pháp việt đều huề pháp nam thân thiện trực trị mà cũng dò xét à chính thế bọn ấy mới thực là nguy hiểm cho trị an lúc khác thì không sao nhưng lúc đức vua ra đây thì bọn trực trị là bọn đáng đề phòng lắm vì bọn họ Muốn xén bớt quyền thế thiên hành đạo của nhà vua Bấm Thế còn bọn cộng sản Cho ăn kẹo bọn ấy cũng không dám Giờ cho gì Vì xưa nay họ vẫn biết là họ có tội Nhưng bọn dân chủ thì lại khác Vì chính phủ xưa nay Vẫn ngơ đi cho Hay là đã có khi chót để cho họ Tự do nữa Cho nên bây giờ chỉ lo Họ thừa cơ Dân chủ tức là xung đột với quân chủ nếu có kẻ hô đà đạo phát xít thì lại càng nguy hiểm lắm vì thế là bất kính với vua xiêm bên láng giềng thế còn bọn quốc gia không sợ lắm vì quốc gia không xung đột với quân chủ như vậy thì ngoài bọn cộng sản và bọn quốc gia thì thôi còn cứ việc bắt giáo bắt giáo Cần nhất là phải bắt những kẻ kêu nước pháp dân chủ vạn tuế và chính phủ binh dân vạn tuế vì hai khẩu hiệu ấy xem chừng xung đột với vua xiêm cả thế còn đối với những kẻ kêu quân chủ vạn tuế hay là nước xiêm vạn tuế thì quát hay không ấy thế mới chết điều ấy tôi lại chưa hỏi kỹ ông cẩm à nhưng mà cần gì phải hỏi quan trên mình cứ việc bắt chứ vì quân chủ vạn tuế thì lại xung đột với nước pháp dân chủ nước xiêm phát xít được vạn tuế thì lại cũng nguy hiểm cho nước pháp có chính phủ bình dân thưa cụ quản âu là ta làm thế này. Đối với những kẻ nào đi đón hai nhà vua mà đứng ngây mặt ra như tượng thì thôi, ta tha bắt cho. Còn những kẻ nào ra ý vui mừng mà hô khẩu hiệu hoặc vạn tuế nước Pháp, hoặc vạn tuế nhà vua thì ta cứ việc bắt giam cả lượt. Chẳng biết có nên thế không? Nghĩ cho cùng kỳ lý ra thì đằng nào họ cũng đều có tội cơ mà. Thầy nói chí lý lắm. Ta sẽ cứ thế để chị an, nhưng thôi, ta đừng nói nữa hay là nói khẽ chứ vì đó là những điều bí mật của chính phủ mà ta phải giữ cho thật kín xuân tóc đỏ cũng chỉ nghe lòm được có thế ở quầy bên cạnh từ đấy trở đi chỉ còn có thấy tiếng đũa bát lạch cạch vì hai người thám tử đã nhất định giữ kín những bí mật đã hở tuy không biết thêm gì nữa xuân cũng cho là đùa rồi nó quay lại thì ra ông thầy số cứ cắm đầu ăn uống chứ không như nó đã lắng tai nghe trông thấy không còn mấy thức ở bàn, nó khoanh tay ngồi nhìn ông lão. Khi ông này ăn hết nhẫn, nó mới đứng lên. Trong bụng, nó cũng không có sự giận dỗi ông thầy bất nhã nữa, vì nó đã nghĩ được cách đối phó với sự âm mưu của kẻ tình địch. Như một kẻ thượng lưu, biết khích người, nó ra hiệu cho ông thầy đi theo. Ra đến gần két, lúc nó sắp trà tiền, nó gặp ông đốc tờ Trực Ngôn cùng đi với hai thiếu niên Âu phục bành trệ lắm. Bác sĩ bắt tay nó rất vui vẻ rồi giới thiệu. Đây, giáo sư Xuân, một nhà quân vượt. Đây, ông Hải, một tay quân vượt đại tài, quán quân Bắc Kỳ năm 1936. Đây, ông Thụ, quán quân quân vượt Trung Bắc Lưỡng Kỳ năm 1935. Xuân Tóc Đỏ bắt tay một lượt, xong cúi đầu rất thấp. Chúng tôi rất được hân hạnh. Giới thiệu xong, tác sĩ trực ngôn vui vẻ nói: Thật là kỳ phung địch thủ, anh hùng tương ngộ. Vì thế nào? Ba ngày nay mai cũng phải chạm chán nhau trên xuân quần vào dịp đón nhà vua. Đường lúc bất mãn vì chỉ được giới thiệu soàng quá. May sao Xuân tóc đỏ trông thấy hai ông cảnh binh Minder và Min Toa. Hai ông này hôm nay nghỉ việc vì ở bộ quần áo cảnh sát thấy thiếu cái thắt lưng da và cái roi trắng nó toan sửa soạn một cái chào long trọng thì hai thầy cảnh sát đều đã dừng lại ở bậc thang để đưa tay lên chào nó theo kiểu nhà binh và cùng nói bông du mê sư xuân nhà quân vật đại tài cái hy vọng của đông dương xuân mềm cười bắt tay lần lượt giới thiệu thưa các ngài đây ông Minder. lính cảnh sát hạng tư chiến công bội tình. của r hạng nhất nhất hà nội hà đông Nhi, Hà Nội Đô Sơn cái tương lai của cảnh sát giới. Còn đây, ông miền tòa, nhất vòng quanh Hà Nội, nhất Hà Nội Nam Định, cúp Boy Landry, Cup Melia John, một sự vẻ vang của sở cẩm. Ngần ấy người lại bắt tay nhau, được giới thiệu xong, hai thầy cảnh binh lại đứng gác đa vù mà chào xuân rất trịnh trọng rồi mới đi vào chỗ bàn khách khứa hai nhà quán quân quần vợt Bắc Kỳ 1935 và 1936 thấy Xuân nổi tiếng quá như thế, đến cả cảnh sát giới cũng biết thì lấy làm lo lắm. Cái khiếp đảm ấy lộ cả ra mặt. Lúc ấy, Xuân đã hài lòng rồi. Nhân nghĩ đến một cái mưu mẹo riêng, nó bèn xin hẹn gặp sẽ họp mặt với hai ngài để bàn một chuyện. Hai ông kia nhận lời ngay, cho thế là làm hân hạnh lắm. Sau cùng, xuân tóc đỏ bèn xin lỗi để mời bác sĩ trực ngôn theo nó đứng xa ra để nó được hỏi thầm nó bèn nhăn nhó nói thưa bác sĩ ngài là một nhà học rộng tài cao xin ngài chữa ngay cho một người đau đớn có lẽ đến mất đức hạnh bác sĩ trực ngôn nói ngay khoa học của tôi chỉ chữa được cái đau đớn thể chất thôi còn đau đớn tinh thần thì chịu xuân tóc đỏ lại kẻ nhẹ xin ngài chữa cho cái chi tiết của người quá chồng nếu không thiên hạ chê cười thấy cái câu nói quái gở ông đốc tơ bên khẽ gạn kỹ lưỡng xuân tóc đỏ chẳng ngại ngần kề lề cuộc tình duyên vụng trộm của nó và phó đoan vì đã có dịp thấy xuân rất chi kỳ với mình bác sĩ trực ngôn sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu bèn hứa một cách nhũn nhận Y những nhà bác học kiêu ngạo một cách kiến đáo. Thôi được, bạn ạ, à, để tôi dùng khoa học mà cố công cứu chữa cái đau vật chất ấy bằng thuốc tinh thần. Sau khi từ giả ba người, Xuân Tóc Đỏ vui vẻ trà tiền bữa tiệc ở két và không thấy ông thầy số đâu nữa.